Thưa quý vị, mới đây tại dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất phân hạng mới đối với giấy phép lái xe. Trong trường hợp dự thảo này được thông qua thì sẽ không còn cấp bằng lái xe hạng B1, B2 mà sẽ gộp chung thành hạng B. Dự thảo này đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều và tranh luận của người dân. Chị Nguyễn Thị Thanh Thùy tại Cầu Giấy, Hà Nội hiện đang sử dụng giấy phép lái xe hạng B1 phục vụ mục đích cá nhân và không có nhu cầu kinh doanh hoặc lái xe tải. Vì vậy, theo chị, việc gộp bằng và phải học như hạng B2 là không cần thiết. Nói chung là tôi không đồng ý cái chuyện gộp bằng đâu. Bởi vì là bây giờ mình đi xe thì cũng là đi xe gia đình thôi chứ không phải đi công ty. Cái việc mà mình dành thời gian để mình đi thi lại rồi học lại lý thuyết rồi học, mình lái thì lái đường trường này thôi, nhưng đi vào thì nó đi thi thì nó lại đòi hỏi phải kỹ thuật này, tốn thời gian, tốn tiền. Thực ra là rất là khó khăn, nhưng tay chân nó không quen. Cái thứ hai nữa là xe nhà nào lái xe nhà nấy thôi, chứ đâu mình có đi ra mượn xe sàn hay là xe nhà khác để mà lái đâu mà cần phải gộp bằng. Tương tự như chị Thùy, nhiều người cho rằng việc gộp bằng và thay bằng sẽ tốn rất nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực của nhà nước và người dân. Họ mong muốn được giữ nguyên các loại bằng lái xe hiện hành, bởi các loại bằng lái xe đang sử dụng chưa gây ra bất cập, vướng mắc gì lớn, thậm chí khá khoa học và hợp lý. Thứ nhất ấy là cái nhu cầu người ta không có, cái thứ hai là rất nhiều người ta yếu, người ta không thể học được qua cái số sàn. Cứ dồn người ta đi học thì cái thứ nhất là xếp lịch đi học cũng không được. Cái thứ hai là thi cũng nó sẽ bị trượt nhiều và sẽ lại càng ngày càng dồn lại nhiều. Cuối cùng nó không khả thi. Thời điểm này thì tôi nghĩ cũng chưa nên áp dụng. Bây giờ mà đi đổi thì mọi người lại rồng rắn nhau đi đổi, lập hồ sơ, chồng chéo lên thì nó lâu lắm. Mình muốn là vẫn như thế thôi, còn thay đổi thì nó nhiều người sẽ chưa thích nghi kịp. Như kiểu mình đang đi hành nghề này thì nó mất thời gian mà tiền bạc quá. Theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định đổi, cấp lại giấy phép lái xe, bằng lái xe theo phân hạng mới. Hạng B sẽ cấp lại cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ của người lái xe. Xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng. Máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế, không vượt quá 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có gắn kèm rơ móc, khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B2.